phẫu thuật cằm tại Lilia. Thì các bạn có thể thấy được là cái dáng cằm cũ của bạn Vi đây. Đấy. Thì cái cằm dáng cằm cũ của bạn ấy là hơi ngắn. Tỷ lệ cằm với khuôn mặt của bạn ấy là không cân xứng. Cằm của bạn Vi trước kia thì có bị lệch về bên phải một chút. Đấy, các bạn có thể quan sát. Phía lọng cằm của bạn đấy thì khá là nhiều mỡ. Đây, các bạn có thể quan sát kỹ hơn. Gương mặt rất là đẹp nhưng mà cằm hơi ngắn đấy. Thì với nhu cầu công việc cũng như là về mặt thẩm mỹ thì bạn Vi có đến với thẩm mỹ viện Lilia nhờ bác sĩ tư vấn để làm sao phẫu thuật được cái dáng cằm phù hợp với khuôn mặt của mình hơn, tạo cho gương mặt cái tỷ lệ phù hợp cũng như là thanh tú hơn. Đấy. Thì sau phẫu thuật 7 ngày bạn Vi đã tới thẩm mỹ viện Lilia cắt chỉ, thì các bạn có thể quan sát kết quả của bạn Vi sau 7 ngày cắt chỉ phẫu thuật độn cằm 5S tại Lilia. Hiện tại thì dáng cằm của bạn Vi đã được đưa dài ra hơn đúng không ạ? Các bạn có thể quan sát được dáng cằm của bạn Vi. Đây. Cằm của bạn Vi đã dài ra đó. Lọng cằm đã được loại bỏ và dáng cằm đã được đưa ra dài hơn, tỷ lệ phù hợp với gương mặt của bạn Vi. Đó, 1/3. Rất là hài hòa với gương mặt của bạn Vi. Các bạn có thể thấy được là chỉ mới sau 7 ngày mà dáng cằm rất là tự nhiên. Không biết là sau phẫu thuật thì bao nhiêu ngày thì bạn Vi có thể đi ca hát được nhỉ? Các bạn có thể biết được là bạn đây là bạn Hoàng Mai Hạ Vi, thì bạn thì chính là The Voice, It is The Voice đây ạ. Bạn chính là ca sĩ và không nhầm thì là bà đội Tuấn Hưng đúng không ạ? Vâng đúng rồi ạ. Thì không biết là sau bao nhiêu ngày thì bạn có thể đi hát lại bình thường nhỉ? Nếu như mà em nhớ không nhầm thì sau 5 ngày mình đi hát rồi. Và bạn, bây giờ thì cảm thấy là hoàn toàn bình thường, hát thoải mái hơn. Bạn có thích cái dáng cằm này không? Đương nhiên là thích rồi ạ. Tại vì khi mà tìm đến để mà mình cải tạo được cái gương mặt của mình thì em cũng đã phải tìm hiểu rất kỹ về thẩm mỹ viện bên mình. Đấy. Rất là tự nhiên. Đây, bạn vừa mới cắt chỉ xong đấy ạ. Bạn có thể chia sẻ chút là sau khi phẫu thuật thì mình có cảm thấy là đau hay là gì không? Hay là mất nhiều thời gian chăm sóc gì không? Thật ra thì em cũng không thấy đau. Tại vì trong khi phẫu thuật thì em còn vừa làm vừa nói chuyện bác sĩ. Cũng muốn hát nhưng mà bác sĩ không cho hát. Thì với cả là về thì cũng mình cũng để ý đến phần chăm sóc cái vết thương để làm sao mà cho nó nhanh bình phục nhất. Được cái nữa là cái cơ địa của mình cũng lành, thế cho nên là không bị sưng nhiều và cũng không bị thâm. Thế cho nên là chỉ sau 2 ngày tháo băng thì mình đã thấy cái cằm bình thường. Có nghĩa là không bị quá sưng đến mức là phù hết cả mặt hay là bị sao cả. Công nhận, cũng phải công nhận một điều là bác sĩ rất là mát tay. Đây, các bạn có thể so sánh trực tiếp dáng nghiêng. Bạn quay để cho các bạn có thể quan sát là dáng nghiêng cằm của bạn Vi sau phẫu thuật 5S. Đây là dáng cằm của bạn Vi sau độn cằm 5S tại Lilia các bạn nhé. Dáng cằm đã được đưa ra rất là đẹp. Còn đây là dáng trực diện của bạn Vi sau phẫu thuật 7 ngày thôi. Mới 7 ngày thôi mà rất là tự nhiên đúng không ạ? Rất là xinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn livestream của Lilia nhé. Hẹn gặp các bạn tại livestream tiếp theo. Xin chào.